Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tướng tá rủ nhau vào lò. Việt Nam vừa kỷ luật cảnh cáo thêm 2 trung tướng và 6 đại tá quân đội vì vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết vào hôm 17 tháng 8 năm 2020. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 và 6 vị đại tá khác cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai tại đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Đại tá Mai Văn Hào, Đại tá Phan Văn Tiên và Đại tá Nguyễn Văn Giang, khiển trách các ông Đại tá Nguyễn Xuân Đông, Đại tá Phạm Bảo và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh. Trang tin của Chính phủ Việt Nam đã dẫn thông tin từ ủy ban này nói như vậy. Đây là hình ảnh các vị tướng tá quân đội nhân dân Việt Nam trong một buổi kỷ niệm ngày thành lập quân đội Việt Nam. Kể từ năm 2017 đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt đầu cấm các đơn vị không được ký hợp đồng liên doanh, liên kết liên quan đến dự án sử dụng đất quốc phòng và thu hồi đất đối với các hợp đồng hết hạn theo đề án tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến hết năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Và hàng loạt tướng lĩnh quân đội đã bị kỷ luật vì liên quan đến vấn đề đất đai trong vài năm gần đây, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cựu Tư lệnh Hải quân Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng vào hồi năm ngoái vì các cáo buộc liên quan đến vụ án Đinh Ngọc Hệ, tức Út Chọc, và 10 khu đất quốc phòng bị chuyển đổi mục đích sử dụng, gây thất thoát nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và quân đội. Và nhiều khu đất vàng trong số này đã bị kiến nghị thu hồi, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mặc dù thừa nhận một số cán bộ đảng viên trong quân đội có biểu hiện thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thư trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng vào hồi tháng 2 khẳng định các tướng lĩnh quân đội bị xử lý chủ yếu là do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, chứ không phải do tham nhũng. Trong số quân nhân bị xử lý kỷ luật, số quân nhân bị xử lý do tham nhũng rất ít, chủ yếu là cán bộ cấp phân đội và quân nhân chuyên nghiệp. Riêng số quân nhân là cấp tướng bị xử lý, không có ông nào bị xử lý do tham nhũng. Báo Thanh Niên dẫn lời bản tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam nói như vậy. Đây là hình ảnh Đô đốc Hải quân Việt Nam ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, bị Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân vào hôm 20 tháng 5 đề nghị lãnh án từ 3 đến 4 năm tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo bộ này, các vi phạm đất đai trong quân đội chủ yếu tập trung vào các nhiệm kỳ 2005 cho đến 2010 và từ 2010 cho đến 2015, tức là trong giai đoạn nắm quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Một cựu đại tá quân đội, ông Đinh Ngọc Hệ, thường được báo chí Việt Nam nhắc tới với Út Danh, Út Chọc, người đang thi hành một số bản án bị kết án từ trước, có thể cũng sắp phải chấp hành thêm một số biện pháp lý trong một vụ việc khác. Vụ này liên quan tới một Thứ trưởng Giao thông Vận tải, người bị bắt và bị khởi tố, bị can tuần trước và cũng theo báo chí Nhà nước Việt Nam đưa tin. Hôm 14 tháng 8, Báo Lao động Việt Nam cũng đưa tin cựu Thứ trưởng Giao thông và Vận tải, ông Nguyễn Hồng Trường đã bị bắt vì liên quan đến Út Chọc, tức là Đinh Ngọc Hệ. Báo Sài Gòn Giải Phóng vào hôm Chủ nhật 16 tháng 8 cho biết thêm về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Hồng Trường bị bắt do liên quan đến vụ tiêu cực xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, tức là công ty Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị trong việc đấu giá và thu phí tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Và hôm thứ Sáu, cũng theo Báo Lao động, cựu đại tá quân đội Đinh Ngọc Hệ có vai trò đáng lưu ý trong việc mà Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng trước đó đều vướng vào vòng lao lý. Tờ báo thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này cho hay, Đinh Ngọc Hệ làm chủ công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, nhưng doanh nghiệp này không có vốn, không có cơ cấu tổ chức, nhân lực, công ty lập ra chỉ để ký hợp đồng liên doanh, phục vụ cho mục đích cá nhân và kiếm lời. Đây là hình ảnh Đại tá Đinh Ngọc Hệ, biệt danh là Út Chọc, giữa hàng sau và lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì. Thế nhưng, công ty Yên Khánh sau đó đã trúng thầu giá 2.004 tỷ đồng và được quyền thu phí từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 cho đến 31 tháng 12 năm 2018.
Theo hợp đồng, công ty Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỷ đồng trong 3 đợt diễn ra vào trước tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên, phải sau 15 đợt và đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, phía Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán. Cũng có người nói rằng không tận gốc nhưng có thành công. Gần đây, Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục có các cuộc họp và ra nhiều thông báo về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc tham nhũng trong nội bộ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan đảng và lực lượng vũ trang, trong đó có nhiều đại án được dư luận quan tâm. Bình luận về công cuộc chống tham nhũng mà ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đang tiến hành mấy năm qua cho đến thời điểm hiện nay, nhà báo Mạc Thị Hồng, chủ biên của tạp chí Đàn Chim Việt từ Warsaw, Ba Lan, đưa ra đánh giá của mình với đài BBC hôm thứ Năm như sau. Chống tham nhũng ở Việt Nam không được là một cách tận gốc, bởi vì nếu muốn chống được tham nhũng tận gốc, Việt Nam phải có đa đảng và tự do báo chí. Nhưng tôi ghi nhận rằng công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có những thành công nhất định. Thứ nhất là chúng ta thấy đã cho vào lò một số thanh củi gọc, thanh củi lớn, một số vụ án lớn mà trong đó xử đến cấp bộ trưởng đến nhất mức án cảm thấy là rất thích đáng. Và tôi cho rằng công cuộc đốt lò là những thành công nhất định. Tuy rằng như đã nói là nó không phải là tận gốc, bởi vì tận gốc như tiến sĩ Nguyễn Quang A nói thì cán bộ sẽ không còn ai làm việc cả. Đây là hình ảnh một số tướng công an và quân đội Việt Nam tham nhũng và lợi dụng chức vụ quyền hạn đã bị kết án tù trong thời gian gần đây. Cũng bởi vì chúng ta biết ông trưởng thôn ấp ấy cũng là tham nhũng, cấp hiệu trưởng cũng tham nhũng, xã trưởng hay là cấp huyện trở lên, nhiều vị đều có những tài sản rất lớn. Cho nên tuy không tận gốc nhưng tôi ghi nhận rằng những thành công nhất định của việc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Mạc Thị Hồng đã nói với một chương trình thảo luận vào hôm thứ Năm của đài BBC tiếng Việt. Cũng cuộc thảo luận này, bình luận về công cuộc đốt lò, củi lửa, chống tham nhũng ở Việt Nam, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Phản biện Chính sách Độc lập IDS đã nói như sau. Nếu mà chống tham nhũng nghiêm túc thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có ai làm việc được nữa. Nhiều người trong số họ quan chức đều có tham nhũng cả, chỉ ở mức độ khác nhau mà thôi. Đại úy Võ Minh Đức, người đã từng phục vụ quân đội hơn 10 năm, trong trả lời của đài FA vào hôm 13 tháng 2 đã nói tiếp như sau. Về việc quản lý đất đai, tưởng mấy ông đó lên tới cấp tướng mà không biết gì, nó tất tần tật là vì tiền, chung chi, đút lót để nó cho người này chạy dự án, người kia được dự án, rồi lấy đất quốc phòng, đổi trác, bán tùm lum. Không chỉ cấp tướng, cỡ đồng trang lứa tôi là cấp thượng tá, không ai mà nhà tranh, vách lá, toàn là ít nhất 3 tầng, 4 bách hay có người là biệt phủ. Và toàn là nhà cao, cửa rộng, tiền ở đâu ra? Lương quân đội so với ngành khác là cao ngất ngưỡng rồi đó, nhưng chưa đủ để có cơ ngơi như thế. Đây là hình ảnh biệt phủ lấn sông của gia đình Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an Hải Phòng, rộng khoảng 7.000m2 là đất thổ cư, sử dụng ổn định lâu dài đã được cấp sổ đỏ. Theo đại úy Võ Minh Đức, đó là bề nổi, chưa kể bề chìm là đứa con đi học ở nước ngoài, mua nhà ở nước ngoài thì tiền ở đâu ra? Đó chính là tiền bổng lộc, chức quyền đem lại trong quản lý đất đai và các mảng khác. Còn theo Trung tá Vũ Minh Chí, trước khi về hưu công tác tại Cục Kỹ thuật Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, có thể nhìn rõ các tướng tá trong quân đội có tham nhũng hay không qua những tài sản mà họ có. Ông đã nói với đài FA hôm 13 tháng 2 như sau. Tôi từng ở trong quân đội với mức lương được cấp phát để đủ sống ở thành phố đã khó, chưa nói đến chuyện mua sắm xe cộ, nhà cửa. Thế nhưng tôi thấy xung quanh tôi không đến cấp tướng đâu mà đến cấp tá thôi, cũng có nhiều người giàu có là bất thường. Tôi nghĩ rằng với vị trí công tác như vậy, tính chất công việc, thời gian như vậy, không thể có cách kiếm tiền nào khác ngoài tham nhũng. Ở Việt Nam vẫn có câu thành ngữ, nó lú, có chú nó khôn, tức là bản thân ông tư lệnh hải quân ở dưới có rất nhiều cơ quan hay cá nhân tham mưu giúp việc. Nếu bản thân ông ta có nhầm lẫn hay sai sót, có một hệ thống cảnh báo ngăn chặn kể cả cấp trên. Thế nhưng để xảy ra sai phạm lớn như vậy, tôi nghĩ họ không lầm đâu, mà họ biết làm vậy là sai phạm, nhưng họ cố tình làm sai. Vì liên quan đến hàng ngàn tỷ đồng thì ai cũng có thể thấy. Ví dụ ra chợ, mớ rau 5.000, 3.000 còn phải mặc cả. Đằng này đây, những khối tài sản cực kỳ lớn, rõ ràng họ phải biết. Nếu chênh lệch cũng chỉ có thể chút ít thôi, chứ không phải là như vậy. Ngoài tham nhũng trong đất đai, việc mua sắm trang thiết bị, vũ khí cho Bộ Quốc phòng cũng được nêu lên nhiều dấu hỏi với những khoản lãi quả hoa hồng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất trên thế giới. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2014 cho đến 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm 2,9%,
tổng số vũ khí bán ra trên toàn cầu. Đây là hình ảnh theo đài BBC vụ bê bối của Airbus bị phạt hàng tỷ đô la hồi tháng 2 năm 2020 đã tiết lộ việc bán 3 máy bay vận chuyển quân sự C-295 cho Việt Nam từ năm 2009 cho đến 2014. Trong đó, hãng Airbus đã phải trả đóng góp chính trị, chi phí hay tiền hoa hồng thông qua bên thứ ba. Chỉ trong năm 2016, chi tiêu quốc phòng Việt Nam là 5 tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng lên hơn 6 tỷ đô la vào năm 2020. Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Vũ Minh Chí cho biết ý kiến của mình. Tôi không có thông tin thật cụ thể, nhưng tôi có thể suy nghĩ từ những việc nhỏ. Ví dụ như mua giấy văn phòng, xe công hay quả cáp thì đều có tình trạng ăn hoa hồng hay kê giá lên cao. Nên tôi nghĩ việc mua vũ khí thì rất khó tránh khỏi tham ô, đặc biệt khi không có giám sát của cơ quan chức năng với lý do là bảo mật và an ninh quốc phòng. Nhận xét về việc đòi hỏi hoa hồng trong mua sắm thiết bị quốc phòng, ông Phạm Đình Trọng nói tiếp như sau. Cái đó thì gần như là đương nhiên ở cái lệ mua bán ở Việt Nam. Không cần phải nói thì ai cũng biết là họ đi đêm với nhau. Ví dụ, mua vũ khí của Mỹ thì họ đòi đến 25% chẳng hạn. Chính vì thế, không mua được vũ khí của Mỹ mà phải mua của những nước tham nhũng như Nga hoặc Ấn Độ. Vì Mỹ quy định chặt chẽ, quan chức khó tham nhũng được. Vào năm 2017, trang tin Sheffield Media trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn Mỹ biết trong một cuộc họp ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lãi quả 1/4 của tổng giá trị. Sau khi Việt Nam đưa ra yêu cầu đó, cuộc họp đã đột ngột dừng lại. Theo nhà văn Phạm Đình Trọng, nguyên nhân của vấn nạn này ai cũng biết, đó là do một chế độ tham nhũng. Đối với một chế độ cộng sản thì không thể hạn chế tham nhũng được. Vì người dân không có quyền kiểm soát nhà nước thì làm sao hạn chế được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam tướng tá rủ nhau vào lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.